ba ba trên dòng sông thăm thầm, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh, luông lá đôi nghiêng tóc dài. Khởi đầu năm 1999 á, thì khi tôi đi về quê đây, đây là Phú An là quê hương của tôi, thành ra bà con ở trong làng đó mới hỏi là tại sao đi học mà không có làm cái gì để giúp quê hương. Sau đó đó thì tôi mới đi một vòng ở trong làng, là khi mà mình trồng tre trên những vùng đất trống đồi trọc thì là bảo vệ được môi trường, tránh được cái lũ lụt lũ quét, thì như thế người dân họ đỡ khổ hơn. Cái thứ hai đó là khi mà có một cái môi trường sống. Cái thứ ba đó là mình tạo được công ăn việc làm cho người dân. Về bảo vệ môi trường đó là tại vì nếu mà dùng gỗ tre mà thay thế cho gỗ khác thì như vậy là bớt phá rừng, thì nếu mà bớt phá rừng á thì đóng góp vào cái sự tham gia vào cái sự chống biến đổi khí hậu rất là nhiều. This prize was created so that we could highlight the very best examples of win-win initiatives where communities were both generating a livelihood and looking after the ecosystem in which they lived. What we've discovered after 10 years of working with thousands of communities is that there's actually a dynamic movement out there of innovation and leadership that really deserves to be recognized, empowered, and scaled up. Governments have an enormous amount to learn from individuals, communities, and that's what the Equator Initiative is all about. It's really an extraordinarily moving event. Nhưng mà khi biết Liên Hiệp Quốc có giải thưởng chích đạo đó, tôi rất là vui mừng. Và nhân chuyến đi sang làm việc ở Liên Hiệp Quốc thì tôi tham dự cái buổi trao giải thưởng này. Tôi còn yêu cầu cô Mỹ Hạnh lên đi chung với máy bay tôi về nước. The President of Vietnam has taken a personal interest in the project with the prospect that it may be scaled up to a nationwide initiative. Và trên đường đó và kể cả sau này nữa thì tôi có nhiều dịp trao đổi với cô Mỹ Hạnh về cái dự án làm tre Phú An và cái tầm nhìn rộng ra ở các cái vùng khác trong cả nước. Sau cái dự án đó thì tôi đã trồng 6 mẫu tây, nghĩa là 6 hecta. Trước khi trồng tre thì gia đình tập trung lại hết công của rồi đi mua giống. Sau khi trồng tre được 4-5 năm thì nó có quy lợi. Thì nhờ đó mà gia đình gá lên chút, nó có dư giả chút. Thì cái cây tre đó, hồi xưa đó là mình nói là cây tre là của người nghèo. Nhưng mà thật sự hiện nay á, là cây tre là của người giàu. Của mình ở đây là sưu tập tre của Việt Nam. Và tre của Đông Dương, tức là Lào, Campuchia thì sưu tập những cái tre của vùng nhiệt đới. Thì làm cho đất mình nó trở lại tốt hơn. Thì cái mô hình đó là có thể thực hiện không phải là chỉ có trồng tre, mà mình có thể trồng những cái khoảng cách thưa hơn. Thì bên cạnh những cái hàng tre đó, xen vô những cái cây gỗ quý hiếm để mình tái tạo lại cái môi trường. Tôm tiền,
thì đối với lại cái giải thưởng Xích Đạo của Liên Hiệp Quốc đó, là không những nó giúp mình là được nhiều người hiểu thêm, nhiều người đến thăm hơn, và từ đó đó là chính quyền ở các địa phương khác đó cũng nhận thấy rằng cái mô hình mà phát triển cái tre và tạo công ăn việc làm cho người dân đó là nó mang lại cái lợi ích cho địa phương, đồng thời đó là góp phần vào cái việc bảo vệ môi trường. Mà tôi thấy nhiều vùng khác, tôi được biết là bây giờ Đồng Tháp nè, Đắk Nông nè và nhiều nơi đó đang muốn phát triển cái làng tre này thì tôi rất là hoan nghênh. Let it inspire the president of a country. Let it be scaled up so that other people see you can look after your environment, but you can have a good living too. When on-the-ground practitioner meets with a policymaker, when they can exchange views and collaborate, the benefit to both is just quite remarkable. And that's one of the real tributes of the Equator Prize. Mà khi mà người dân họ khỏe và họ có tiền thì đóng góp vào sự bảo vệ môi trường và phát triển xã hội bền vững. Một cái lẽ rất là đơn giản thôi.